tận cùng không có ngã đó, là Đức Phật đã nâng một cái tầm khác. Đã không có ngã thì không có pháp, thì sẽ không có tu và không có chứng, không có chúng sanh và không có Phật. Cho nên chúng sanh cũng không, mà quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác cũng là không. Khi người nào sạch được hết những cái đó rồi thì mới có đầy đủ được cái ngũ nhãn này. Cái ngũ nhãn này, và cái ngũ nhãn này á, là cái không hề có chúng sanh trong đó. Cái người nhận đầu tiên, cư sĩ Hội Lư chúng ta nhận là gì? Là bản lai vô nhất vật hà xứ nhá trần ai, tức là xưa nay không một vật chỗ nào dính bụi nhơ. Thì cái độ chỗ nhận đầu tiên của cư sĩ Hội Lư khi chưa thành tổ là đã nhận tới chỗ này. Thì vậy là một phen đã mở được con mắt Phật của mình ra. Khi thấy tất cả mọi cái từ xưa tới giờ không hề dính được, từ xưa tới giờ không có hề nhiễm được, không có hề làm dao động được, thì đó là con mắt Phật bắt đầu mở rồi đó. Bắt đầu mở con mắt Phật ra. Thì vậy là chúng ta nhìn cái gì, chúng ta thấy cái gì, chúng ta nghe cái gì, chúng ta nghiệm cái gì, thì đúng cũng là không dính. Và nếu mình thấy mình có thể dính được, tức là vẫn còn là con mắt phàm, chưa mở con mắt Phật. Thật ra từ xưa giờ là chúng ta quen thấy để chúng ta dính, quen nghe để chúng ta dính. Chúng ta nghe thì một cách rất nhạy bén để chúng ta dính được cái pháp này là đẹp, là xấu, là hay, là dở, là đúng, là sai, là thế này, thế kia, là thanh tịnh, là không thanh tịnh, là sanh tử, hoặc là niết bàn, hoặc là chúng sanh, hoặc là Phật. Tất cả những cái thấy đó đều là cái thấy dính nhiễm trong trần gian này. Thì khi nào mà chúng ta thấy sạch hết tất cả dính nhiễm này, mình tìm nơi tâm mình á, một mãi may phân biệt không có. Không phải là chúng ta tu để không phân biệt bạn nha. Khi mà chúng ta còn đang tu á, thì chúng ta gán công phu để mình không rớt vào phân biệt hai bên, đúng không? Có phân biệt hai bên thì mình tạm nhắc nhẹ rằng cái này nó mình đã rớt xuống tầng hai bên rồi. Tức là đang ngồi như thế này thì thực sự mỗi người đều rỗng rang thanh tịnh, không có ai bị ô trực ở đây cả. Nếu mình thấy mình là một chúng sanh phàm phu sanh tử nhiều đời nhiều kiếp, mình đã từng ăn mặn, mình đã từng làm điều gì để cho mình bị ô nhiễm á, thì là cái thấy của phàm phu chứ không phải cái thấy của thánh hiền. Rõ ràng là chúng ta ngồi tại đây không ai ô nhiễm cả. Chúng ta đang là những cái chúng sanh hết sức thanh tịnh. Và đang ở chỗ thanh tịnh đó thì cái nghe chúng ta đang hiện tiền này cũng rất thanh tịnh. Chúng ta chẳng có cái gì cả. Nhưng mà nếu có cái gì trong lúc này chúng ta đang nghe là chúng ta rớt xuống cái tầng phàm phu, tự mình hạ cấp mình. Chứ mình luôn luôn ở cõi Phật, đây là một điều đặc biệt. Chúng ta luôn ở cái chỗ rất thanh tịnh, cho nên không có cái âm thanh, không có ngôn ngữ, không có một cái động thái nào mà chúng ta không nhận rõ nó bằng cái thanh tịnh này. Và chúng ta đang thanh tịnh để rõ biết mọi điều. Đó, nếu chúng ta muốn lưu trú cõi Phật thì ở luôn ở đây đi, đừng xuống nữa. Nhưng mà thích phàm phu thì chúng ta tụt xuống, cái chỗ này được nè, cái chỗ kia không được nè, cái chỗ này đúng rồi, chỗ kia sai, chỗ này thanh tịnh là người này tốt, người kia xấu, người này là tu hành được, người kia tu hành không được, rồi đó là nói kiểu đó thì đúng, nói kiểu kia thì sai, đó thì chúng ta bắt đầu rớt từ từ xuống. Thật ra cái người khéo tu là mình vừa rời cái cõi Phật là chúng ta phải biết. Đó là người tu giả đang trì kinh Kim Cang và đang thấy bằng cái thấy của Phật. Thấy của Phật thì sao? Tất cả mọi cái đều nguyên là như thế. Và cái nguyên là như thế ở ngay tại đây và bây giờ. Chúng ta đang rõ âm thanh thì nguyên cái rõ đó nó đang rõ từng âm thanh một, mà không rớt xuống tầng nào, là chúng ta đang ở cõi thanh tịnh, không? Và chúng ta đang ở chỗ này. Đó là cái thấy biết Phật. Tất cả mọi cái đều hiện tiền thanh tịnh tuyệt đối, là chúng ta đang ở cõi Phật, đang thấy bằng Phật nhãn. Nhưng mà có khi chúng ta rớt xuống một tầng. Người khéo tu thì vừa rớt xuống một tầng là chúng ta phải nhận biết là mình đang rớt xuống. Đừng để sâu nữa, kẹt lắm. Không, rớt xuống một tầng đã mệt rồi. Vừa rớt xuống một tí chiêu phân biệt hai bên là đã mệt mỏi rồi. Và nếu chúng ta không biết thì chúng ta đi tiếp trong sanh tử. Còn biết là chúng ta dừng lại, chúng ta không rớt xuống nữa, là tự động chúng ta hòa nhập trong cái thanh tịnh tuyệt đối đó liền. Đó là cái thấy biết Phật. Cái thấy và cái biết chúng ta phải bằng Phật. Và chúng ta có cái bằng Phật rồi, nhưng mà chúng ta không chịu sở hữu cái này. Chúng ta không chịu lưu trú trong cái cõi giới này, mà chúng ta tự rời cõi Phật để chúng ta xuống cái cõi phàm. Chúng ta chơi uổng á. Nhìn nó uổng. Cõi Phật thanh tịnh nhiệm màu, và phải nói là phúc lạc vô biên nếu ai đang ở đây và ở ngay tại đây, chứ đừng đi ra khỏi chỗ này. Chúng ta đang ở vị trí thật của chính mình. Nó không, nếu là đang ở cái vị trí thật của chính mình á, thì không có trước, không có sau, một mãi mãi.
Nếu ở đây mà chúng ta thấy rằng có một cái gì trước đó một chút hoặc có cái gì sau đó một chút là chúng ta đã rời khỏi cõi Phật. Điều này nó hết sức tế nhị. Nếu mà chúng ta có công phu, chúng ta phải nhận ra được điều này. Chúng ta làm ở cái người luôn luôn ở cái thực tại này, chứ không trước không sau được. Chúng ta không thể trước không thể sau. Không bao giờ ai có thể trước được và sau được. Nhưng mà mình chấp nhận trước hoặc mình chấp nhận sau, chứ mình chưa bao giờ chấp nhận ở cái chỗ không trước không sau hiện tiền này. Đây là cái chỗ mà đòi hỏi cái đầu chúng ta tinh tế nhạy bén một tí, chúng ta sẽ nhận ra. Trở ra mình ngồi đây là không có trước, không có sau, không có quá khứ hiện tại vị lai. Ngay đây là không có quá khứ hiện tại vị lai. Nhưng mà nó không tạm dừng, không tạm dừng. Và từng cái khoảnh khắc nhanh như con ngựa chạy qua khe cửa như vậy. Chỉ cần cái vụt là mất, liền cái vụt là mất, liền cái vụt mất. Nhưng mà cái vụt mất đó thay liền cái vụt mới. Tức là nhanh mới một cách tuyệt đối, là liên tục mới như vậy. Chứ chúng ta chưa bao giờ cũ. Cho nên chúng ta muốn cũ cũng được. Nhưng mà muốn trước đó cũng không được. Mà nó rất là nhanh. Nhanh đến mức độ ý thức chúng ta không bắt nổi. Với những người ý thức cùng lục thì không bắt nổi chuyện này. Đây là điều mà hơi đáng buồn cho những người bắt đầu qua tuổi 60. Qua tuổi 60 rồi, cái trí chúng ta không đủ cái nhạy bén đó. Còn trước tuổi 60 nếu mà sức khỏe tốt, qua tuổi 60 mà sức khỏe còn tốt á, tinh anh một chút. Chúng ta phải dùng cái từ đó, trí tuệ chúng ta tinh anh ghê gớm lắm mới có thể bắt nhịp được cái nhịp sống hiện tiền. Chúng ta phải dùng cái gì? Chúng ta phải liên tục bắt nhịp được nhịp sống hiện tiền này. Chúng ta không thể chậm được, chậm là nó qua, chỉ cần một con mảy may nhỏ nhiệm nhất là chúng ta đã vượt qua liền. Ngay âm thanh hiện tiền này mà chúng ta không sống được, chúng ta bị vượt qua và chúng ta liên tục bị lỡ cơ hội, liên tục bị lỡ. Chúng ta không có đủ cái tuệ nhãn, không đủ cái Phật nhãn để có thấy mọi cái là giác. Tất cả mọi cái hiện ra với chúng ta đều là bồ đề, đều là giác ngộ. Không có cái gì không phải là bồ đề giác ngộ cả. Nhưng chúng ta không chấp nhận cảnh giới này, chúng ta mới bắt đầu đi xuống cái cõi thấp hơn chút. Ngồi hồi cái là thành phàm phu mất tiêu. Chứ tất cả mọi cái đều là Phật. Tất cả mọi cái đều là Phật nhãn. Đây là một điều rất là đặc biệt trong đạo Phật. Thì đó chúng ta không có còn cái cơ hội kịp để có thể quay lại nhìn sau, nhìn bên trái, nhìn bên phải nữa. Thì cái kiểu chăn trâu ở trong nhà thiền là sao? Là ăn trâu vừa quay mỏ bên phải là kéo lại, quay mỏ bên trái là kéo lại. Chứ không có đợi tới nó ăn lúa mạ là quá xa rồi. Thật ra khi mà chúng ta chăn con trâu của mình á, thì không phải là một con trâu mà nó quẹo qua bên đây, quẹo qua bên kia cái kiểu bình thường nữa. Mà con trâu mình là một cái loại con trâu trắng sờ sờ, nó phấp phấp giới như thế này nè. Chúng ta luôn ở trên lưng con trâu đó, chúng ta không rớt xuống. Chứ đừng có nói là cái chuyện phải quẹo rồi qua, quẹo rồi lại. Một ví dụ ở trong nhà thiền về chuyện chăn trâu thì chúng ta nói tới nó lui nhiều lần nó mít lòng. Chúng ta không muốn bàn cái chuyện này. Nhưng cái ví dụ trong những cái bức tranh chăn trâu không đủ để có thể diễn tả được cái cảnh giới Phật này. Cảnh giới Phật này là một trong cảnh giới, một trong những cảnh giới mà chúng ta phải cố gắng phải chết đi cái đầu mình một lần á, để mình được vén chút xíu, được vén chút xíu trong cái mắt Phật đó. Một lần thoáng chết của chúng ta thôi là nó vén cửa này liền. Và từ đó thì sau khi chúng ta nhìn khác, nhìn không có được. Ra giống như là mình trở lại cõi này chơi thì một cái người mà hết sức là lạc lõng, bơ vơ giữa cõi đời này, nó trở lại đây chơi, tại vì nó không có còn là cái người, mặc dù cái thân đó, cái tâm đó, nhưng mà không có còn là cái người phàm bình thường nữa. Thấy họ ăn nhưng mà họ ăn rất là ngon lành, ngon miệng, nhưng mà không phải là một sự đấm nhiễm. Thấy họ chơi trong đó lăn lóc nhưng mà không bao giờ có gì dính mất. Không được, không thể nào dính nhiễm được. Chứ không phải là chúng ta gán đừng dính nhiễm là cái chuyện đó. Không phải, không phải từ cõi giới kia ra. Ra họ có thể xuống địa ngục chơi vẫn bình thường, họ tới cõi ngạ quỷ chơi vẫn bình thường, họ vô súc sanh thành con thú chơi vẫn bình thường, không có chuyện gì hết. Phải khi mà một phen chúng ta mở con mắt Phật thực sự rồi là lục đạo luân hồi này thích chơi cõi nào thì chơi. Bây giờ ví dụ như không phái cái cõi này nữa, không thích cái cõi này nữa, không muốn ở cõi này nữa, đi rất tự tại. Rất tự tại, không có cái gì mà dướng mắt trong cái thân xác này nữa. Đó. Những người khi mở mắt Phật là đủ sức này. Mà không phải tự tại đi tới lui cõi phạm này đâu. Cõi trời muốn chơi cõi nào cũng được. Hoặc là những cái cõi các vị đạo Bồ Tát muốn tới đó để tham dự cũng không có gì khó khăn. Đó là họ đủ sức đó. Và thậm chí nhập luôn trong cái cõi Phật được luôn.
Khi mở mắt Phật rồi là đủ sức để có thể thấy được cái cảnh giới Phật. Và họ ra vô từ cảnh giới Phật cho tới tận cùng địa ngục, không có chỗ nào mà không tự tại hết đó. Thì người đó mới đủ sức. Còn nếu không vẫn còn ngần ngại một cảnh giới nào, chỗ nào mình tới mình thấy còn vướng bận, chỗ nào mình tới mình thấy còn có một cái chút lợn cợn nơi tâm, thì biết rằng con mắt Phật chưa mở, mắt Phật không mở, người đó không có đủ sức tự tại sanh tử. Hồi đó nhờ thiền mà nhận được bản kinh Kim Cang mà tới cái trình độ này á, thì thực sự là tự tại. Đó phải thấy vượt khỏi phàm thánh. Nhưng ở đây chúng ta nghe cái vượt khỏi phàm thánh thì nghe kiểu nó kêu lắm, nhưng mà thực sự tới chỗ đó rồi không có phàm, không có thánh, chỉ thuần một bể giác, chứ không có nói chuyện phàm thánh nữa. Thanh tịnh tuyệt đối. Và không bao giờ chúng ta tới chừng đó rồi chúng ta mới à ra một cái là từ xưa giờ là chưa có chỗ nào nhiễm cả. Thế chữ nhiễm là tự mình tuột xuống cõi phàm, mình thấy có nhiễm. Cái tâm mình thấy có cái này, tâm mình thấy có cái kia, đó xuất phát từ mình, chứ không phải từ người khác. Tức là tự mình hạ đẳng cấp Phật của mình xuống để mình chơi với cõi phàm. Tự mình lăn lóc với sanh tử, mình mê muội trong sanh tử, mình đi tiếp nói thôi. Khi nào mà mình cảm giác mình chán rồi đó, trong đây không biết quý vị chán chưa. Nó chán thực sự là không muốn chơi mấy cái cõi này nữa, một lần thôi, chỉ là buông bỏ, đừng có chơi cái gì trong cái cõi này nữa. Trong lục đạo luân hồi là chúng ta không muốn đi nữa, không muốn tiếp nữa. Tận trong thâm tâm chúng ta phải có một cái điều là muốn dứt khoát ba cõi này. Nói tới nói lui là cái tâm thoát ba cõi này chúng ta chưa có đủ lực. Chưa có đủ lực. Cũng còn cái gì đó mình mến mến, cũng còn cái gì đó mình tiếc tiếc. Cái gì đó mình thương thương, nó kỳ lắm. Nó chưa có dứt khoát tận tâm nguồn tâm của mình. Trời ơi, cả một cuộc đời mình gầy dựng cái sự nghiệp của mình, bây giờ bỏ thấy tiếc. Cả một đời gầy dựng uy tín, bây giờ bỏ cái thấy nó tiếc đó. Những cái mà liên tiếc đó, những cái mà làm cho mình phải vướng bận đó, là những cái cột trói mình trong cõi này. Bây giờ chúng ta phải ngồi gạn lợi hết đi, từ cái cõi phàm, từ cái tiền bạc, danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ của mình, sắc đẹp của mình, mình kiểm tra lại hết coi bây giờ, nếu như bây giờ mình không có hết những cái đó, coi mình có bị gì không? Có không? Có bị bất an không? Có bị khổ sở không? Có lo lắng gì cái sự mất mát đó không? Nếu còn thì biết rằng mình còn thích cái cõi này lắm. Mình chưa chịu ra. Vậy đơn giản thôi. Bây giờ năm cái đó mình dứt khoát hết rồi á, thì có một cái điều đặc biệt thay thế liền, tức là một cái sự an lạc dằn trải lạ lùng lắm. Ngoài năm cái dục này là chúng ta có một cái cõi chưa nha, cái này là chưa tới đâu nha, chưa tới đâu hết. Tức là mới lìa năm dục thôi đó, theo kiểu thiền á, liền sanh cái hỷ lạc. Cái là ly sanh hỷ lạc là cái thiền đầu tiên, gọi là cái sơ thiền á ha, là nó đã đem cho chúng ta một cái niềm phúc lạc khủng khiếp rồi. Từ xưa giờ chúng ta chưa bao giờ có một cái vui ngoài tiền bạc, danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ và sắc đẹp, đúng không? Chúng ta chưa nếm mùi đó được. Chưa nếm mùi được. Khi nào chúng ta sạch cái đó, tự động mình sẽ có cái mùi vị đó. Mà mùi vị đó chúng tôi nói là vua ở cõi trời, chúng tôi đổi 5 giây chúng tôi không đổi nữa. Nó đã khủng khiếp vậy rồi. Còn mà tới cái cảnh giới Phật này rồi một cái thì không thể dùng cái ngôn ngữ của trần gian có thể tính toán được. Tức là nó bằng 1 tỷ lý thừa tỷ cái phần phúc lạc mà chúng ta đang có. Phúc lạc là cái tâm đã thánh, đã rớt vào dòng thánh rồi, chứ không nói là cái hạnh phúc ở cái cõi phàm này. Cái vui của cõi phàm này là không còn bàn nữa, hết rồi, sạch cái vui cõi phàm. Mà chúng ta bắt đầu đi vào những cái cảnh giới thánh thì sẽ có những cái an lạc riêng. An lạc riêng. Thật ra khi mà một người mà tu, chúng ta tu ở đây á, tu hoài chúng ta thấy nó chưa có một cái gì ngoài cái năm dục này mà mình vui là mình biết là không phải. Mình tu chưa có ra. Chưa ra biết chắc rằng trở lại cõi dục. Đừng có ai nói là mà bây giờ mình còn phải bị chi phối bởi tiền bạc, chi phối bởi danh vọng, ăn uống và ngủ nghỉ mà mình nói là mình thoát ở cõi này, là chuyện đó không bao giờ có nha. Nên tin chắc rằng không bao giờ có chuyện đó. Dù cho hết cái trần gian này mà xúm nhau đưa mình đi, mình cũng không đi được, chứ đừng nói có nhóm đi cầu siêu mất công lắm. Không đi được đâu. Tôi bảo đảm là nó không thể đi ra được. Tại vì đi họ cũng trốn trở lại. Rồi họ còn thích cái này, họ còn thích cái kia, họ còn quyến luyến cái nọ, trước khi ra đi thì làm gì đi ra. Không ra được, chính bản thân họ phải đi được ngay từ giờ phút này. Rồi chúng ta tu Phật là đừng bao giờ chờ đợi cái gì khác, là phải ngay từ giờ phút này chúng ta phải thoát ra đi. Nói gì thì nói, trước sau chúng ta phải tự, phải dùng từ là chúng ta phải tự thật lòng mình. Nó dốc với người ta được, nhưng mà với mình phải thành thật một chút đi.
để thấy rằng bây giờ mình ngồi nghiệm, mình ngồi mình suy nghĩ kỹ những cái đêm thanh vắng thật sự, mình ngồi mình nhìn lại mình kỹ đi, những cái mình đang sở hữu đây mình mất làm sao nè, mất thì sao, sao còn liên tiếp không? Mình phải thật cái mình đó. Ví dụ như bây giờ lỡ mình những cái mà cái vật mình đã sở hữu đã là như vậy rồi, thì tới cái thân mạng này chúng ta như thế nào? Tự tư vấn mình, phải truy vấn mình tận cùng. Bây giờ lỡ như có ông Phật hiện ra đây, ông nói bây giờ là đi theo Phật con đi không? Không dám đâu Phan hả? Trời ơi, con còn chuyện nhiều lắm, để con về con sắp xíu. Phan nói chờ chờ con 2 tháng. Chúng ta chưa bao giờ sẵn sàng ra đi. Nói trời nói đó thì nói, nhưng mà bây giờ muốn nói là một giây nữa mình ngã ra mình chết, mà tâm mình thanh tịnh tuyệt đối, không có gợn lăng tăng nào, thì hy vọng là có con đường thoát ra. Biết chắc là sẽ chết đó, không còn đường nào sống. Thật ra trong sinh tử này, tất cả những cái chuyện mà hãy xảy ra đối với thân tâm là cái chuyện mà trực diện với mình nhất. Những cái điều đó nếu mình không đem ra truy vấn trong phút giây này là chúng ta vẫn còn tiếp tục lầm lẫn. Đừng có giải quyết cái chuyện gì ngoài cái chuyện cái thân tâm này, cái đó, cái thân này nhiều khi mình giải quyết chưa xong. Bây giờ sẵn sàng dục bỏ cái thân này ra đống rác chưa? Chưa. Chưa, biết rằng cõi phàm này chúng ta chưa ra khỏi. Đừng có nói mà ai mà đưa mình đi, ở đây không có đâu, Phật không có rước nổi. Bảo đảm là Phật xuống, Phật rước cũng gỡ tay Phật à. Thôi, con cái cõi này còn nhiều chuyện lắm. Nhiều chuyện. Phật đi trước rồi không ấy, con đi từ từ, con đi theo sau. Chưa ra khỏi được. Nó thật ra mình phải tự thật lòng với chính mình, phải tự nghiệm á. Có những cái đêm mình phải riêng tư, mình phải dành những cái khoảng không gian riêng nhất cho bản thân mình. Bây giờ coi cái thân này thấy vậy á, thấy là cái thân sắc chất, mình thấy rõ ràng, mình cũng thấy là cái thân này vô thường, rồi mình cũng thấy cái thân này quyển, thậm chí mình còn giảng cho người ta nghe được nữa. Nhưng mà đụng tới cái thân này cái coi à, nó còn biết liền á. Như vậy là nó cái ngầm chấp trước của mình sâu tận trong đáy tâm á, nó hết sức là cứng, cứng như kim cương vậy, không có gỡ ra được. Cho nên ngay cả cái thân thôi mà chúng ta chưa giải quyết xong thì cái tâm này làm gì giải quyết. Mà thân tâm này không giải quyết xong thì nói chuyện cõi trên là khó đi lắm, không có đi được đâu. Cho nên là mỗi người phải tự kiểm tra lại. Mặc dù cái thấy biết Phật nó đang hiện tiền, chỉ có một cái là chúng ta kiểm tra lại nội lòng của mình, kiểm tra lại cái sự vướng mắc của mình trong trần gian này, và phải nhìn thấy tất cả những sự vướng mắc đó nó làm mình cản ngăn cái bước đường giải thoát của chính mình. Những cái sự vướng mắc tiền tài, danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ của mình thì rõ ràng là đụng tới mấy cái đó không à, chứ đụng cái gì với mình đây. Nhưng mà những cái đó nó trở thành ngã chấp của mình rồi, cho nên đụng đó mình đau lắm. Bây giờ tự nhiên tiền mình quá trời, người ta lấy hết túi luôn à, làm ăn cực khổ mấy mươi năm, dành dụm kia thò tay lấy cái một đi, chịu nổi không? Mình có nghe thốn thốn đau đau gì rộn ràng ở bên trong không? Hay là mình thấy chuyện đó mình không giữ thì đó nó giữ, mình không xài nó xài giùm. Nó xài giùm mình thì mình khỏi xài. Một cách rất là nhẹ nhàng thì hy vọng là chúng ta mới thoát ra. Nhưng mà lạ lắm, từ cái ngã thầm kín chấp thân tâm mình rồi á, thì những cái sở hữu của mình tự động nó cũng thành cái ngã của mình. Đụng tới nó là mình cảm giác đau đớn lắm. Đụng tới người thân của mình, đụng tới cái quyến thuộc của mình, đụng tới cái dinh dự của mình, đụng tới cái tên tuổi của mình, tất cả những cái này là những cái làm mình đau. Thì biết rằng mình là ai rồi, biết mình ở đâu rồi, biết mình ở cỡ nào. Hết tự biết rồi, không có ra được. Cho nên là người tu chúng ta phải nói là chúng ta phải thật lòng. Lỡ mình không có đủ can đảm để nói sự thật với người khác thì cũng phải nói sự thật với chính lòng mình. Lại bây giờ mình còn dính chỗ này, mình còn mắc chỗ kia, mình chưa buông bỏ cái nọ, mình phải thấy được. Tức là một khi mà mình thấy được sự vướng mắc của chính mình rồi á, thì mình mới có cách để thoát ra. Còn bây giờ mình cũng tự tại lắm nha. Nhiều khi là mình ví dụ như bây giờ người ta cũng tiêu xài, mình cũng tiêu xài, thậm chí còn xài ngon hơn nó, xài sang hơn nó nữa. Lý do làm sao là mình còn một đống tiền ở phía sau, mình có thể làm ra tiền, phải không? Nhưng mà mình xài là mình xài bữa nay là ngày mai sạch túi, không có còn tiền mà không còn khả năng làm ra tiền nữa, thì mình không bao giờ dám xài cái kiểu đó.
nó có một cái rút trong đó mình không nhận ra. Thấy là mình ăn chơi rất là tự tại, nhưng mà nếu mình ngày mai không còn tạo ra tiền mà bữa nay mình xài lỡ mà xài hết một cái rồi là đêm nay đố ngủ được. Phải suy nghĩ. Phải suy nghĩ thì vậy là rõ ràng là mình có một cái gì vướng trong đó đó. Vướng trong cái tiền bạc mà mình không có giải phóng được. Mình phải nhận ra hết được những cái sinh hoạt đời sống riêng tư của mình. Mỗi cái đều phải được soi sáng bằng cái mắt huệ của chính mình. Thì hy vọng mình mới ra được. Thì tự mình phải truy vấn mình thật sự. Ngồi phải kiểm tra lại từng chút coi dính chỗ nào. Biết rằng á, tất cả những cái chuyện trong thế gian này, từ cái sinh hoạt đời sống cá nhân cho tới sinh hoạt đời sống tập thể, từ cái dinh dự cá nhân cho tới sinh hoạt dinh dự của tập thể mình, những cái mà mình đã có được quyền sở hữu, những cái mình đã được biết tới trong cái cõi này, cái gì mà mình có thể biết tới, từ ở bên ngoài cho tới bên trong, tự bản thân mình kiểm tra coi mình còn không. Phải tự kiểm tra thôi. Nếu thấy còn, nếu còn thì ngay giờ này, lúc này chúng ta nên nhẹ nhàng biết rằng mình đang còn vướng. Chứ đừng có bao giờ. Có nhiều khi chúng ta cũng hiểu về Phật đạo nhiều lắm, hiểu về lý luận Phật pháp và tất cả mọi điều chúng ta hiểu hết rồi, nhưng mà tự nhiên là đi khám bác sĩ báo mình bệnh ung thư rồi. Mà nói tức là bắt đầu trời ơi, ăn ngủ không yên, ít lắm là cũng phải một tuần. Có người này khuyên, người kia khuyên, đời ai cũng phải chết rồi nọ. Nhiều khi rồi mình cũng suy nghĩ là cũng có nhiều người bệnh giống như mình, trước sau họ cũng chết rồi, sanh ra làm chúng sanh, trước sau cũng chết. Suy nghĩ hồi cái mình cũng cảm thấy mình nhẹ đi, nhưng mà không phải. Ngay từ khi chúng ta báo biết một cái chuyện lớn xảy ra là 5 phút sau mình sẽ chết, mà trong lòng không gợn cái gì á, thì biết rằng mình thoát ra được cái thân này. Chứ đừng nói là bệnh ung thư, bệnh tiểu đường, bệnh nan y, bệnh sida gì đó mà phải đau khổ là biết rằng cái công phu chúng ta không tới. Thật ra người nào tu giỏi là phải một lần bảo bệnh xem sao. Để coi mình cỡ nào. Tức là phải nhận biết mình là cái bệnh, là không có trời nào xuống đây để cứu mình được, thử mà đủ bình tĩnh không. Và lạ một điều á, thì những người bệnh nặng họ sẽ tu tốt. Rồi giờ nó tàn tàn mới cười lắm. Người ta biết chắc chắn là phải chết rồi đó. Tức là có giấy báo tử rồi là lúc đó sẽ tu tốt. Chúng ta phải tu làm sao mà giống như một người đang được rớt dưới biển sâu á, đã xuống dưới cái tầng sâu của nước rồi là chỉ còn cái đường là bơi và ngói đầu lên thôi, không còn chuyện thứ hai á. Thì lúc đó mới gọi là tinh tấn thật sự. Còn bây giờ chúng ta chưa đủ cái tinh tấn đó. Chúng ta chưa đủ cái bơi lội để ngói đầu lên khỏi mặt nước. Buông ra rồi thì mình cũng có nhiều chuyện để mình lo lắm. Trời ơi, sao trong đời tôi cũng còn trách nhiệm này, tôi cũng còn trách nhiệm kia, tôi cũng còn trách nhiệm nhỏ. Tất cả những cái ngụy biện đó để thôi, không bây giờ thì cũng còn sớm lắm. Tối một chút rồi hả tu. tối rồi thôi. Rồi làm cả ngày nay mệt mỏi, tối quá thôi ngủ rồi sáng hả tu. Nó cứ như vậy đó, ngày nay cứ hẹn ngày mai. Chứ chúng ta chưa bao giờ chúng ta dành cho cái chuyện lớn này. Và không có dành cho chuyện lớn này một cách quyết liệt thì chúng ta không có ra được. Chúng ta không ra được đâu. Không có chuyện mà một chút nữa. Tất cả mọi cái đều ngay từ bây giờ. Thì làm sao như hồi nãy mình nói là phải nhập trong cái thấy biết Phật ngay từ bây giờ. Nhập thật sự, đừng có rớt xuống cõi này nữa. Nhưng chi? Ví dụ như mình đang ở cõi kia mà cái thân này đi luôn, sướng quá rồi. Đang ở chỗ thấy biết Phật đó mà đi luôn là không còn cái chuyện gì để bàn. Và ai có một lần mà thấy được cái thấy biết này là một cái điều rất lạ, là chúng ta đã ra khỏi cái thân ngũ quẩn nha. Và sau đó chúng ta nhập trở lại, chúng ta cũng sống kiểu nào kệ, mình sống sao cũng không được. Tức là quăng cái thân này đi bất kỳ cái cõi nào cũng không sao hết đó. Sau lần nhập đó rồi, đủ cái trình độ để chúng ta có thể tới đó thì tới mà trở đây thì tới. Tức là từ cái chỗ cái thấy biết Phật khắp mười phương pháp giới. Từ trước giờ chúng ta cứ tưởng rằng là Đức Phật nói mình là nói cái kiểu tưởng tượng á. Ví dụ như bây giờ mình đứng đây ở trong nhà, cái mình nhìn thấy hư không có một khoảng nhỏ nhỏ thôi. Mình bước ra ngoài trời mình thấy được cái khoảng rộng rộng hơn. Nhưng mà khi chúng ta lên một cái đỉnh thật cao, chúng ta sẽ thấy hư không rộng khắp. Nhưng mà Đức Phật nói là khi mọi người biết được chuyện này sẽ thấy được mình không phải là thân tâm này, mà mình khắp mười phương. Bây giờ mình không tin. Và cố gắng tưởng tượng đi nữa, mình không có thể bự như vậy được. Không thể được. Nhưng mà khoan mà chúng ta chết được cái thân này á, chết được cái tâm này một lần, quý vị mới hay biết là khắp mười phương một lượt.
Đây là một điều rất lạ. Lúc đó quý vị thấy quả địa cầu còn nhỏ hơn là một phần tỷ của cái hạt cát nữa. Nhớ xíu à. Khi mà chúng ta là cái đó rồi á, thì khắp trời đất trăng sao này chúng ta thấy một lượt, khắp vũ trụ này trong chỉ một cái thấy tích tắc thôi, thấy hết. Tất cả những dải ngân hà, thiên hà đều được chúng ta thấy hết. Những hành tinh, những hành tinh khắp vũ trụ này chúng ta nhận biết một lượt hết. Đó là điều dễ sợ, đó là cái thấy biết Phật trùm khắp mười phương thật sự. Chứ không phải là cái tưởng tượng thì chắc chắn không được rồi. Không phải là hết cái có để còn cái không. Cái có là nó chật, nó hẹp, nó có cái cân lường được. Còn cái không thì không cân lường được, đó là tự tánh không phải. Đừng có lý luận theo kiểu có không, đó là cái kiểu vẫn còn tiếp tục so sánh và ảo giác, ảo tưởng. Còn khi chúng ta hết đi những ảo giác, ảo tưởng thật sự á, mất đi cái tưởng này, mất đi cái hành, mất đi cái thức, thì chúng ta là khắp thật sự. Và khi thấp thật sự đó, nếu chúng ta muốn trở lại cái thân này thì chúng ta thu nhỏ lại. Cái gì tưởng tượng như là từ cái đây mà có một cái quặng nhảy xíu vô cái miệng chai, thì cái miệng quặng nó bự khoảng hàng hà sa số thế giới vậy. Thì giờ từ cái đó cái mình thâu nhỏ để trở lại cái hạt cát này để sinh hoạt trở lại một lần á, từ đó thì sao chúng ta sẽ rất là tự tại sanh tử rồi, thì không còn cảnh giới nào vướng mắc nữa. Và chúng ta phải một lần như vậy với chính mình trong đời này mới ra khỏi con người này. Và ra thiệt ở ngoài thân tâm này thật sự, chúng ta tiếp nhận một cái biết Phật, Phật tức là cái Phật nhãn này, phải một lần nghĩ chính mình. Ai chưa vậy là phải lo. Không lo không được đâu, đừng có giỡn chơi. Chưa chắc là mình sống đây ngủ sáng rồi thức dậy còn đi được. Không có chắc. Chưa chắc là ngủ tới sáng mà còn cất đầu dậy được để nói một tiếng. Không ai chắc cái điều gì ở một chút nữa hết. À, nếu như ngày tại đây mà mình không có giải quyết cho xong á, là một chút nữa nó sẽ không xong, và mãi mãi sẽ không xong. Cho nên tất cả chúng ta đừng bao giờ trong tâm có bất kỳ một hứa hẹn nào. Đừng bao giờ hứa hẹn ở ngày mai. Không có ngày mai để cho chúng ta hứa hẹn đâu. Không có chuyện chút nữa mà phải là ngay tại đây và bây giờ phải phá vỡ cái thân ngũ quẩn này để bước ra. Lúc nào chúng ta phải để chúng ta ở cái chỗ không thời gian, không không gian mới được. Bây giờ ví dụ như mình rớt xuống một chút, mình thấy có ta, có người, rớt à, là tự biết mình đã rơi xuống, đã rời khỏi cảnh giới Phật. Chỉ cần thấy có mình, có người một tí xíu là bắt đầu nó rời rồi. Rồi mình biết cái này, mình thấy cái kia, mình hiểu cái nọ là mình đã xuống tầng thấp xuống nữa rồi. Biết cái này là đúng, biết cái kia là sai, biết cái này là thanh tịnh, biết kia yêu quế là xuống tầng nữa rồi. Tức là mỗi một cái lần mà chúng ta tiếp tục đi theo vọng niệm, tức là mỗi một lần chúng ta đã rớt xuống cảnh giới thấp hơn. Chúng ta nên biết điều này. Thật ra mình phải quý cái cảnh giới thực sự thanh tịnh của chính mình. Ngay từ cái thấy biết đầu tiên thanh tịnh đó, chúng ta ở đó đi, đừng có xuống. Ngay cái thấy nghe đầu tiên, nó là cảnh giới thanh tịnh hoàn toàn. Chúng ta nên lưu trú cảnh giới Phật thì tốt hơn là lưu trú cảnh giới phàm. Gắn ở cõi giới đó dùm chơi cho nó vui, chứ đừng có tụt xuống cái cảnh giới này, uổng lắm, uổng lắm. Đừng có phí thời gian nữa, tại vì thời gian nó không có chờ đợi ai hết á, luôn dung dục trôi qua. Thì với mình, cái tuệ giác của mình, cái trí huệ của mình, cái thấy biết của mình phải nhanh nhạy, sắc bén, tinh tế, thì chúng ta mới bắt nhịp được cái nhịp sống hiện tiền. Nhịp sống hiện tiền luôn dao động cho nó là. Nên là có cái câu mà ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, là lục tổ nhận ra được cái nhịp sống khủng khiếp đó, luôn dao động từng khoảnh khắc, từng sát na một, vùng vụt trong cuộc sống này. Thì cái trí tuệ chúng ta chậm chút không được, nhận ra cái này là cái gì, cái kia là cái gì, là đã chậm hàng hà cây số rồi, chứ không phải là một hai cây số đâu. Giống như ngày làm tới nói là phải nhạy như là đá sẹt điện nhán, là phải biện biệt được. Chúng ta thấy là sấm sét lên trời sẹt cái là phải biện biệt được, phải nhanh như vậy, phải đủ cái trí tuệ như vậy mới được. Đừng có nói người tu là người bình thường, không, mình thấy bình thường được, mà phải là nói là người hơi bị bất thường. Bất thường tại sao? Ta họ không xài cái đầu. Chúng ta xài cái đầu chúng ta thấy bình thường đúng không? Người thường nó khác với người điên ở chỗ nào? Khác người điên như thế nào? Ví dụ như người mình bình thường, mình có thể khống chế được cái nghĩ trong đầu,
mình có thể chắt lọc được, mình nói người này câu này, nói người kia câu kia, đúng không? Nói đúng như vậy. Nhưng mà ở trong mình á, mình có cái điên không khác gì thằng điên kia. Sở dĩ thằng điên nó nói hết là nó không có ngăn chặn, nó nghĩ này cái gì nói đó. Mà mình cũng nghĩ không có khác nó đâu. Nhưng mà tại vì mình làm chủ được một chút, mình tỉnh một chút để mình ngăn chặn được là mình phải nói câu nào với người này. Nếu thằng kia thì nó hoàn toàn không có nghĩ nói à. Rồi bây giờ mình ngồi mình nghiệm lại trong đầu mình coi mình còn điên gấp mấy lần thằng điên kia nữa. Mình thật sự là điên. Mình rất là điên chứ mình không có tỉnh. Thì vậy là mình làm sao mà đủ để có thể vượt không xài những cái này á, thì mình rõ ràng là người bất thường á, chứ không phải bình thường. Tại vì xài cái đầu óc, xài não bộ là người bình thường. Đối với chúng ta, cái người còn xài não bộ, người đó bình thường. Nhưng mà có những người họ hoàn toàn không có xài tới cái đó. Không có xài. Đụng chuyện nó xước ra cái gì đó, sao bung ra trống quắt. Không có. Gần như suốt cả ngày lẫn đêm nó không có. Ngờ ngờ ngáo ngáo giống như một bòm vậy. Không biết gì hết á. Nhưng mà khi ví dụ như ai hỏi đụng tới mình, thì theo thói quen của chúng sanh mình phải trả lời. Đó là theo thói quen của con người, để mình phải trả lời, phải giao tiếp trong cuộc đời này thôi. Chứ buông ra là mình không ở đây. Thực sự là mình không phải là người ở cõi phàm này. Thì vậy là mình là cái người hơi bị bất thường. Phải đạt tới cảnh giới bất thường đó, tức là không phải xài não bộ trong ngày đâu. Không phải ngồi nắng nót suy nghĩ tính toán là mình phải nói cái này, mình phải nói cái kia, phải nói cái nọ, không phải. Như vậy là vẫn là người bình thường. Nhưng mà người bất thường thì không xài những cái kiểu đó. Bất thường đụng đâu nói đó mà không bao giờ sai. Đó là người bất thường. Giảng kinh tiếng Pháp mà soạn bài trước là bình thường, phải giảng cái kiểu bất thường khùng khùng rồi đụng đâu nói đó, nó rời khỏi ngôn ngữ văn tự. Thế chúng ta phải làm xài cái đó ngoài cái tâm thức mới được. Chúng ta tính trước mình phải nói cái gì với ai đó, nói lúc nào đó là chúng ta là cái người bình thường. Thật ra học thiền phải thật sự là người phải phá vỡ cái bình thường. Phá vỡ cái bình thường để chúng ta bước ra. Chúng ta phá vỡ được bình thường là tất cả những cái khung sáo là chúng ta ra được. Còn bây giờ chúng ta vẫn là người bình thường, chúng ta vẫn là người cõi này, người đất nước này. Đất nước này thì cái nguyên tắc nó như thế nào đó, cái phong tục tập quán như thế nào đó, rồi cái người này phải gặp người kia như thế nào đó, cái vị trí người đó như vậy thì họ phải sống vậy mà họ mới bình thường. Chứ họ không phá vậy một chút cái họ là bất thường rồi. Bất thường rồi là trở thành cái người không tốt rồi, cái người xấu rồi. Không được. Tự chúng ta quy định nhau, tự chúng ta bó cột nhau, tự chúng ta chôn nhốt nhau, tự dựng một số lòng sáo để chúng ta có thể sống. Và nếu người nào sống đúng với khuôn sáo như vậy thì cảm nghe cái người đó tốt á, người này được nè. Họ sống từ đó giờ họ không có phạm gì hết, họ không có ra ngoài những khuôn sáo đang quy định. Mà khuôn sáo đó ở đâu? Ở đâu? Ở trong cái cõi phạm này. Tất cả những cái đẹp, tất cả những cái đúng ở trong cái cõi này mà mình không đủ cái trí để phá ra thì mình chưa phải là người siêu xuất tam giới. Cái đúng của cõi này thôi, cái sai của cõi này thôi mình chưa ra khỏi thì đừng nói chuyện khác. Thiền thì nó không có bàn tới cái chuyện đúng sai ở cái cõi này. Mà không phải cõi này mà ở cõi sắc giới cũng không cần, cõi vô sắc giới cũng không cần nữa. Tức là ba cõi này bao nhiêu cái chuyện đúng sai cũng không cần xài tới luôn. Nó phải ra ngoài thực sự. Nó bất bình thường cho tới ngoài tam giới này chứ không phải bất bình thường trong cái cõi này. Ví dụ như người cõi người á, thì nó có những cái nguyên tắc, những quy định của cõi người. Người Á Đông phải sống kiểu gì, phong tục tập quán thì sao, người châu Âu sống phong tục tập quán thì sao, mình phải thoát ra. Mình phải thoát ra được. Thoát ra được cái nghiệp của một chúng sanh. Phải phá vỡ được cái nghiệp của chúng sanh ra. Còn nếu không là chúng ta vẫn là chúng sanh tiếp tục. Bây giờ mình thấy mình là một con người là đã rớt xuống cái cõi quá sâu rồi. Chúng ta ở đây quá sâu rồi, quá lâu rồi. Do ở đây quá lâu cho nên mình thấy mình là cái gì đối với mình đó là thiệt hết. Nhưng mà đầu tiên mình phải thấy cái con người của mình ngay tận cái gốc sâu nhất của cái thân tâm này, chúng ta phải nhìn cho được, cho tới cái chỗ tận cùng nó là không thật. Thì những cái gì mà dướng líu cho nó đúng sai hay dở, thanh tịnh ô uế với nó cũng chẳng còn là cái gì để bàn nữa đó. Mà tận trong lòng của mình nó phá được cái đó. Chứ nếu không hả là nếu mà sống như thanh tịnh như vậy là được lên cõi trời, mà sống ô trượt như vậy xuống địa ngục tự động cái mình ớn, mình không có dám ra. Và rất là nhiều người không dám ra kiểu này. Không phải thõng tay vào chợ, tức là đi vô chợ ăn mặn uống rượu đâu, mà thõng tay vào chợ là đi khắp cái tam giới này, từ cái cõi trời cho tận cái trời sắc cứu cánh, cho tới tận địa ngục A Tỳ phải tự tại vô ra.
chứ phải xách cái bình rượu với cá chép vô chợ nhậu cái kiểu như cái thiền tông kia không được, đi vòng vòng trong nhân gian không tới đâu, phải đi cái kiểu đó mới là ngon. Thích chơi cỡ nào cũng được, phải tự tại thật sự. Mà muốn cái đó tự tại thật sự thì mình rạn lọc cái tâm của mình, những cái đúng sai mình ra hết chưa, mình có một cái kiến thức của khoa học, kiến thức của kiếp người, kiến thức của cái loài người này, bao nhiêu cái kiến thức đó mình ra hết chưa. Bây giờ mình hiểu loài người này là phải sống với nhau như thế nào, phải cư xử với nhau như thế nào là đúng, như thế nào là sai. Rồi những cái vị thánh phải sống như thế nào, những người phàm phu sống như thế nào, những người tu sống như thế nào, những người cư sĩ sống như thế nào, những người ăn trộm sống như thế nào, ăn cướp sống như thế nào, vua chúa sống như thế nào, quan sống như thế nào, dân sống như thế nào, mình hiểu hết rồi. Cái bây giờ mấy thằng cha quan sống không đúng, mấy thằng cha đó không phải, mấy người tu sống như vậy thì không phải, không phải, không phải. Đó là những cái quy định của cái thế gian này thôi. Mình ra kiểu nào đây? Trong một số quy định của cái cõi thế này mình có ra khỏi không? Chưa. Chưa thì chưa phải, chưa phải. Chưa ra khỏi một chúng sanh. Làm sao mình mất đi chúng sanh của mình để mình nhập trong cái thấy biết Phật, đó mới là cái người siêu xuất. Mà người đó thì không bàn chuyện đúng sai trần gian này nữa đâu, nhưng mà người đó rất thấu suốt đúng sai, không lầm. Không phải là không, bất cần là không biết gì là không phải là cái người có trí tuệ. Cho nên là ngay từ đầu Đức Phật có nhục nhãn. Nhục nhãn là cái thấy biết để biện biệt được đúng sai, hay dở chân ngụy tà chánh trong cõi này. Nhưng mà không phải biện biệt để trở thành sự dướng mắt, mà biện biệt để thấu hiểu và đi ra ngoài, chứ không phải để dính mắt. Không phải nhìn rồi đi nhìn thấy ông này, ồ tôi thấy ổng nghe đồn vậy, nhưng mà tôi biết, trời ơi tôi biết lý lẽ ổng rõ lắm. Đó là biết để mình đi thị phi, không phải vậy. Mình biết để mình dướng mắt gì cái chuyện đó, không phải vậy. Mình biết cái chuyện bên ngoài, nhưng mà thực sự ổng đang ở vị trí nào mình biết không? Tới đâu mới có thể biết được một cái người đối diện với mình, mình tới đâu mình mới biết được rồi đó. Không biết nữa đâu. Thật ra là những cái chuyện làm trong cái cuộc thế nào đúng sai hay dở không có dính gì với cái chỗ thấy biết của người khác. Chúng ta phải thấy như vậy. Cho nên chúng ta học đạo là chúng ta phải thoát ra được, tự mình phải thoát ra. Mình thoát ra tất cả những cái lòng sáo thì mình thoát tới đâu mình sẽ tự động cảm nhận với cái đạo lý tới chỗ đó, và sẽ cảm nhận với đời sống đạo lý của những cái người mà họ đã từng sống ngoài cái dòng luẩn quẩn. Chúng ta phải cảm nhận được, chứ nếu không chúng ta không có nhận được đâu. Và nếu mình không có cảm nhận được cái ngoài lòng sáo của chúng sanh rồi á, thì mình sẽ không tiếp nhận được cảnh giới cao hơn. Chúng ta không có ra, tự mình không ra được, thì mình sẽ nhận người khác trong cái lòng, cái khung của chính mình. Mình luôn nhìn người đó theo cái kiểu của riêng mình, cái kiến thức của mình thôi. À, tôi hiểu là cái đạo phải tới đó, là ông đó phải sống như vậy á. Nếu mà ông sống không phải vậy, tôi nhìn ngắm không kỹ, nó không đúng với cái khung của mình đang đúc sẵn, mình chụp người ta, thì người đó không phải, nó không phải đạo. Ôi, chứ tưởng gì tôi thấy đạo như vậy mà cái người này sống không phải như vậy. Người đâu biết rằng là ta ở ngoài khung, cái khung mình chụp không hết, mình chỉ thấy được gốc theo cái kiến thức riêng của chính mình. Chưa bao giờ ai thấy ngang tầm với cái người đang có, khó lắm. Khi nào mình đủ trình độ để tương ưng mà thông cảm một cách tuyệt đối với cái thấy biết của người đó, thì mình phải bằng người đó, bằng người đó. Thật ra khi mà chúng ta muốn nhận định một cái sự việc, sự vật nào á, thì chúng ta phải phá vỡ hết mình đi. Còn mình ở đây là mình sẽ nhìn mọi người trong khung hết, chưa ai nhìn người khác qua, thoát khỏi cái khung kiến thức của chính mình. Chưa có một người đó, không bao giờ có. Mình thấy người kia tốt cũng theo cái kiến thức của mình, thấy người kia xấu cũng theo kiến thức của mình, thấy người kia đúng theo kiến thức của mình, và thấy người kia sai cũng theo kiến thức của mình. Thấy mọi việc tốt xấu hay dở cũng nằm lẫn quẩn trong cái dòng kiến thức của mình mà thôi. Dù mình biện minh cỡ nào cũng trong dòng lẫn quẩn. Bây giờ mình phá hết cái đúng sai để mình nhìn một lần đi. Nếu mình không tiếp nhận được người đó, nếu như thực sự mình đã ra ngoài cái đúng sai rồi á, họ nhìn thấy người này sẽ lộ ra được họ đang ở trong khung, thì lúc đó sẽ nhận định người đó là chưa ra. Còn mình chưa ra khỏi khung mà mình nhận định người khác, thì mình sẽ đặt người đó bằng cái khung của chính mình. Kiến thức mình rộng mình sẽ thấy họ rộng một chút, kiến thức mình hẹp mình thấy họ hẹp một chút, chỉ chừng đó thôi, không ra được. Nên là muốn biết ai một cách tới nơi tới chốn thì mình hết khung sáo. Mình sẽ là một cái chân trời mênh mông
để coi cái ông đó có tương ưng cảnh giới của mình không. Ra ngoài tự mình sẽ biết nhau, và ở trong này không ai biết được ai đâu. Xin lỗi là thầy với trò ở nhau một đời, mỗi ngày ăn cơm uống nước, ăn chung ngủ chung một đời, không bao giờ biết được nhau cái gì đâu. Không được, tại vì chúng ta chỉ còn ở trong nhục nhãn, chưa ra khỏi chưa ra khỏi nhục nhãn nữa. Chừng nào tới chúng ta Phật nhãn thực sự á, mình mới thấy một cái điều là cái phút giây nha mà mình ra khỏi con người này, tức là một phen mà chúng ta ngủ quẩn ra không rồi á, thì chúng ta thấy một cái điều rất là lạ ha. Chư Phật mười phương mình muốn biết ông nào là tự động mình biết. Biết Đức Phật đó nhập Niết Bàn theo cái kiểu gì, đang ở cõi nào, Đức Phật thuyết pháp ở cõi nào, Đức Phật ra làm sao, thuyết pháp bài gì. Một điều rất là lạ là nó khi nó không còn không gian và thời gian cho chính mình nữa rồi ha, là cách đây hàng hà sa số kiếp của một Đức Phật thành Phật, Đức Phật thuyết bài pháp đầu tiên là cái gì mình sẽ nghe được. Và cả cái đời Đức Phật thuyết pháp làm sao á, mình nghe hết luôn, biết hết. Không phải một Đức Phật mà hàng hà sa số Đức Phật, nếu mình muốn biết thì mình cũng biết luôn nữa. Thật ra mình thấy rõ ràng là chân lý của mười phương như thế nào, chứ không phải là không biết. Đó gọi là khai Phật huệ. Khai Phật huệ thực sự là chúng ta sẽ biết khắp tất cả những cái chuyện này, không phải đơn giản. Cho nên khi mà chúng ta thấu hiểu được cái Phật huệ rồi á, chúng ta mới thấy rõ ràng là cái cõi này không có xài được vô chỗ nào về cái huệ của Phật. Cõi này không có chỗ để xài rồi á. Hết cái đúng với sai hay dở, những người giỏi, những người siêu xuất gì á, chỉ cần quên tay thay đổi cả cái thế giới này cũng không có xài được trong cái cõi kia. Bao nhiêu cái đó không có là chỗ để xài. Không phải mình coi thường, nhưng mà tại cái Phật huệ ghê gớm đến cái mức độ mà cái ngôn ngữ người phàm, cái tưởng tượng bao nhiêu kiếp nữa chúng ta chưa tưởng tượng ra được một mảy may trong cái cõi kia nữa mà. Cái trí tuệ của trần gian là chẳng có cái gì để so sánh. Cho nên đối với những người mà có tài, có giỏi, có cỡ nào nữa, nếu mà không phải là cái huệ Phật thì chỉ là ý thức thôi. Ý thức chứ không có gì hơn kém. Càng giỏi ý thức, càng giỏi kiến thức thì càng dày sanh tử. Một câu mà chúng tôi nhắc đi nhắc lại hoài, không phải của một cái người xuất gia mà chúng tôi rất là trọng nể là tiên sinh Osawa đó. Ngài nói một câu rất là hay. Ngài nói là tất cả những cái kiến thức của trần gian là một chứng minh thư của chúng ta đi vào sinh tử. Tiếp nói, tức là chúng ta có bao nhiêu kiến thức đó đó, bao nhiêu cái hiểu biết của mình, từ cõi phàm cho tới cõi thánh kiểu nào đó, thì nó cũng là một cái chứng minh, một chứng minh thư để chúng ta tiếp tục đi vào sinh tử, 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 vào sinh tử.